Bạn đã bao giờ nghe về trận đấu thế kỷ giữa Barcelona và Atletico Madrid diễn ra ở Miami chưa? Vâng, cứ nghe như câu chuyện viễn tưởng của Javier Tebas, chủ tịch La Liga với tham vọng đem bóng đá Tây Ban Nha hạ cánh ngay tại Mỹ để cắt băng mở màn cho hành trình toàn cầu hóa. Ai ngờ kế hoạch táo bạo ấy đã bị IFEF chặn đứng bởi vô vàn quy định pháp lý đến từ những cơ quan quản lý trong nước. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ có ngày người hâm mộ ở Miami gào thét Messi đâu ngay trên đất Mỹ, nhưng tiếc thay, mọi thứ giờ chỉ còn là ước mơ dang dở. Vậy là giấc mơ toàn cầu hóa vẫn còn xa vời và Tebas thì phải chờ thêm để phá đảo biên giới Tây Ban Nha. Khi Real Madrid mang Mbappe về, họ kỳ vọng sẽ sở hữu mảnh ghép cuối cùng cho giấc mơ Champions League. Nhưng chỉ sau vài tháng, những hào quang chói lọi đó đã bị phủ sóng bởi sự bất mãn từ đồng đội và người hâm mộ một tiền đạo đẳng cấp. Nhưng liệu Mbappe có thực sự phù hợp? Trong khi đó, Enzo Fernandez, ngôi sao đang mờ nhạt tại Chelsea, lại nổi lên như một mục tiêu mới của Real. Liệu Los Blancos có sẵn sàng đánh đổi để có được ngòi nổ mà họ cần? Sau nhiều tháng bàn thảo và những nỗ lực từ La Liga nhằm tổ chức một trận đấu tại Mỹ, kế hoạch đưa trận đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid đến thành phố Miami vào ngày 22 tháng 12 đã chính thức bị hủy bỏ. Ban đầu La Liga và hai câu lạc bộ đều bày tỏ mong muốn có thể đưa trận đấu quan trọng này ra khỏi biên giới Tây Ban Nha để tiếp cận các khán giả tại Mỹ, qua đó tăng cường thương hiệu toàn cầu và mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng của bóng đá Tây Ban Nha. Theo báo cáo từ Mundo Deportivo, La Liga đã gửi yêu cầu đến Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Sau đó, IFEF tiếp tục chuyển đơn đến Hội đồng Thể thao Quốc gia để tiến hành thẩm định. Tuy nhiên, IFEF đã yêu cầu dừng quá trình này và hủy bỏ các thủ tục pháp lý liên quan vì lo ngại khả năng gặp phải tranh chấp pháp lý nếu trận đấu diễn ra ngoài Tây Ban Nha. Ủy ban quản lý IFEF do bà Maria Angeles Garcia Chavez đứng đầu đã rất cẩn trọng với tình hình này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và để tránh rủi ro pháp lý, ủy ban này quyết định không cho phép trận đấu diễn ra ở Mỹ. Phía La Liga và đơn vị tổ chức sự kiện Relevant ngay sau đó đã phủ nhận rằng họ chấm dứt hoàn toàn ý định tổ chức trận đấu tại Mỹ, khẳng định đây chỉ là sự trì hoãn tạm thời. Với quyết định này, trận đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid sẽ diễn ra trên sân nhà của Barcelona chứ không phải tại Miami như dự kiến ban đầu. Điều này đánh dấu một thất bại tạm thời trong nỗ lực quốc tế hóa La Liga của chủ tịch Javier Tebas, người từng khao khát đưa giải đấu ra ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha để thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế và nâng cao giá trị thương mại cho giải đấu. Tuy nhiên, Tebas và La Liga vẫn có thể tiếp tục theo đuổi chiến lược này trong tương lai, dù lần này gặp phải trở ngại pháp lý lớn từ chính các cơ quan quản lý bóng đá trong nước. Barcelona với truyền thống không ngừng săn lùng những viên ngọc thô từ Brazil tiếp tục thể hiện sự kiên trì trong việc theo đuổi các tài năng trẻ đầy hứa hẹn từ quốc gia này, bất chấp những bài học đắt giá từ quá khứ khi không ít cầu thủ người Brazil từng khoác áo đội bóng xứ Catalonia nhưng lại không thể đáp ứng được kỳ vọng. Điển hình là những cái tên như Malcom, Arthur Melo hay gần đây nhất là Victor Roque, người hiện đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại Real Betis. Các thương vụ ấy đều không mấy thành công, để lại chút tiếc nuối cho người hâm mộ. Thế nhưng dường như mọi khó khăn không làm giảm đi sự quyết tâm của Barcelona trong việc duy trì nguồn cung tài năng từ thị trường Brazil đầy tiềm năng. Theo thông tin từ Diario Sport, một trong những mục tiêu mà Barcelona đã để mắt từ lâu, Ryan, ngôi sao trẻ của Vasco da Gama, hiện đang tiến gần đến cánh cửa châu Âu khi Olympic Lyon đã chính thức gửi đề nghị trị giá 14 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ này. Một yếu tố quan trọng giúp thương vụ này được xúc tiến dễ dàng hơn chính là sự can thiệp của John Stecter, chủ sở hữu người Mỹ của Lyon, người có mối quan hệ tài chính đặc biệt với Vasco da Gama và điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho quá trình đàm phán. Ryan, với chiều cao lý tưởng và khả năng tạo ra sức ép đáng gờm trong khu vực cuối sân, được xem là một tài năng sáng giá trong làng bóng đá Brazil. Barcelona đã để mắt đến anh từ năm 2022 khi đội bóng từng đưa ra lời đề nghị 1 triệu euro nhưng đã bị Vasco da Gama từ chối bởi câu lạc bộ Brazil đánh giá tiềm năng của Ryan là rất lớn và vượt xa con số khiêm tốn ấy. Dưới sự quản lý của Deco, giám đốc thể thao Barcelona, câu lạc bộ vẫn kiên trì theo dõi sát sao sự phát triển của Ryan. Tuy nhiên, các quy định của luật công bằng tài chính cùng với sự nổi bật của tài năng trẻ Lamine Yamal đã khiến Barcelona phải tạm gác lại động thái chiêu mộ cầu thủ này. Khi Ryan gia nhập Lyon, anh sẽ có cơ hội để chứng tỏ bản thân tại châu Âu. Nếu thành công, không có lý do gì Barcelona lại không tiếp tục theo đuổi anh trong tương lai. Với thương vụ này, hy vọng được mở ra cho các đội bóng lớn tại châu Âu, trong đó có Barcelona, về việc tìm kiếm và phát triển các tài năng trẻ từ Nam Mỹ nhằm củng cố tầm ảnh hưởng trong thế giới bóng đá. Khi Kylian Mbappe cập bến Real Madrid vào mùa hè, kỳ vọng của người hâm mộ và ban lãnh đạo đặt lên vai anh là rất lớn. Thế nhưng chỉ sau vài tháng thi đấu, tiền đạo người Pháp đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận với những vấn đề không chỉ giới hạn trong phong độ ghi bàn. Kể từ khi Mbappe gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nhiều cầu thủ Real Madrid đã bắt đầu bộc lộ sự bất mãn
Tờ Relevo tiết lộ rằng lối chơi cá nhân thiếu sự phối hợp phòng ngự và thường xuyên mắc bẫy việt vị của tiền đạo người Pháp là những điểm đáng lo ngại. Theo đó, Mbappe dường như chỉ thật sự hào hứng khi bóng vượt qua vạch giữa sân. Điều này tạo nên khoảng trống lớn khi Real phải đối mặt với các pha phản công nhanh của đối thủ. Những con số cũng cho thấy rõ sự lười nhác của Mbappe. Trong trận thua đau đớn 0-4 trước Barcelona, Mbappe chỉ di chuyển tổng cộng 8 cây số, một khoảng cách khá thấp đối với một tiền đạo trong trận cầu đỉnh cao. Điều này khiến Real mất đi tính cân bằng và hệ quả là Jude Bellingham, một trong những ngôi sao sáng giá của đội, buộc phải lùi sâu để bù đắp khoảng trống Mbappe bỏ lại, dẫn đến phong độ sa sút của tiền vệ người Anh. Hiện tại Mbappe đã ghi 8 bàn sau 14 trận, một con số không hề tệ, nhưng cũng chưa đủ để làm dịu sự chỉ trích từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Dù được ưu ái chơi cao nhất trên hàng công, anh vẫn chưa mang lại cảm giác an tâm và hiệu quả như kỳ vọng. Trên thực tế, sự hiện diện của Mbappe đã vô tình làm mờ nhạt vai trò của Vinicius Junior, một cầu thủ trước đó là trung tâm trong chiến thuật của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Điều chớ trêu là khi Mbappe nỗ lực hòa nhập tại Madrid, Paris Saint-Germain lại đang bay cao ở Ligue 1 mà không cần đến anh. Lối chơi của Paris Saint-Germain hiện tại được đánh giá là đa dạng và ổn định hơn, giúp đội bóng thủ đô nước Pháp đứng đầu bảng xếp hạng. Cựu danh thủ Thierry Henry đã nhận định rằng Paris Saint-Germain hiện nay không còn phụ thuộc vào những pha phản công đơn lẻ, một lời nhận xét rõ ràng thể hiện sự khác biệt giữa Paris Saint-Germain và Real Madrid trong việc khai thác tài năng của Kylian Mbappe. Sự thất vọng của Real Madrid dường như đang ngày một lớn hơn. Nhà báo Roman Molina gần đây tiết lộ rằng Real đã hối hận khi ký hợp đồng với Mbappe, dù rằng thông tin này vẫn chưa được xác thực. Real Madrid đang chuẩn bị một kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng với mục tiêu đưa Enzo Fernandez về Bernabeu. Sự quan tâm này đến trong bối cảnh Real Madrid chưa hài lòng với màn trình diễn của Aurel Tchouameni và đang tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng ở khu trung tuyến. Kể từ khi gia nhập Chelsea vào đầu năm 2023, sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, Enzo Fernandez đã phải chịu áp lực lớn. Sự kỳ vọng từ mức phí chuyển nhượng kỷ lục khiến anh luôn nằm trong tầm ngắm của người hâm mộ và giới truyền thông. Dù vậy, phong độ của cầu thủ người Argentina tại Chelsea không hẳn đã đáp ứng được những kỳ vọng ban đầu. Anh chỉ ghi được 7 bàn và có 3 kiến tạo trong 40 trận mùa trước, con số chưa đủ thuyết phục với một cầu thủ được định giá cao như Enzo Fernandez. Điều này đã tạo cơ hội cho Real Madrid, đội bóng có ý định đưa anh về La Liga nhằm nâng cấp tuyến giữa. Theo những báo cáo từ Football Fanscout, đội bóng hoàng gia thậm chí sẵn sàng đưa Aurel Tchouameni vào thương vụ trao đổi để giảm bớt chi phí chuyển nhượng. Dù được đánh giá cao về khả năng phòng ngự và giữ nhịp trận đấu, Tchouameni lại không hoàn toàn phù hợp với lối chơi của Real dưới thời huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Và lãnh đạo của Los Blancos tin rằng Enzo Fernandez với khả năng điều phối bóng linh hoạt và sức sáng tạo cao có thể mang lại sự đột phá mà Tchouameni chưa làm được. Fernandez không chỉ giỏi trong việc phòng ngự, mà anh còn là một cầu thủ có khả năng tấn công tốt, tạo ra những cơ hội nguy hiểm từ giữa sân. Khả năng kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp và những đường chuyền dài chính xác giúp anh trở thành sự lựa chọn lý tưởng để điều tiết lối chơi cho Real Madrid. Trong bối cảnh đội bóng hoàng gia cần một cầu thủ vừa đảm bảo chất thép ở hàng tiền vệ, vừa có thể tham gia vào các pha tấn công, Fernandez có thể là câu trả lời mà họ đang tìm kiếm. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Enzo Fernandez không phải là điều dễ dàng với Real Madrid. Chelsea vẫn đánh giá rất cao tài năng của cầu thủ 23 tuổi này và không muốn để mất anh. Nhưng với việc Real Madrid sẵn sàng dùng Tchouameni như một phần trong thỏa thuận, khả năng thành công của thương vụ này có thể tăng lên.